Hôm nay thì bên em về đủ các mã khuôn quấn động cơ cho các bác nha. Từ khuôn đồng tâm, khuôn đồng khuôn, quấn motor 1 pha và 3 pha cho các bác, đầy đủ phân loại để cho các bác lại có cả khuôn quấn quạt luôn. Và đợt này thì em về rất chi là nhiều bộ dao lén dây các bác nha. Và máy số, máy cuốn dây đồng, máy hiện số. Đợt này máy hiện số thì em sẽ về cho các bác loại cả răng nhựa và răng sắt. Đấy, với cái bộ lén dây này thì cái thời gian vừa qua các bác hỏi em rất là nhiều. Hôm nay thì về rất là nhiều đây các bác nha. Đấy, hôm trước là rất là nhiều các bác quan tâm nhưng mà không có hàng các bác. Thật sự là cái sản phẩm này, cái đợt này bên em đặt hàng mãi nó mới có. Cho nên là hôm trước mà bác nào mình đang quan tâm mà mình chưa có đơn hàng thì mình có thể nhanh tay cho em. Hôm nay thì em sẽ về cái bộ lén dây này, là bộ lén dây số 1, là có 4 cái luôn các bác. Có 4 cái như thế này. 4 cái này nó sẽ có 4 cỡ cho các bác nha, to nhỏ khác nhau. Đấy, cán cầm thì rất là chắc chắn. Hôm nay thì giá thì rất chi là hợp lý cho các bác luôn đấy ạ. Các bác chốt cái mã nào thì các bác có thể liên hệ trực tiếp nha, để nhân viên thì em sẽ báo giá cho các bác. Bởi vì là hôm nay hàng vừa cập bến về kho nhưng mà em phải vội vàng lên video cho các bác ngay. Cái giá thì em lại chưa xem qua nhá, cho nên là em sẽ chưa lắm được giá cả trong cái thời gian hiện tại. Nên là các bác mà quan tâm thì mình có thể liên hệ trực tiếp để nhân viên em sẽ báo giá. Đấy, em sẽ đọc từng mã sản phẩm nhá. Các bác đặt hàng các bác cứ hỏi giá thì các bác đọc đúng mã sản phẩm cho nhà em, để nhân viên nhà em một lát nữa em nghỉ video thì em sẽ cân đối giá để sẽ kê một cái bảng giá tốt nhất để gửi tới các bác nha. Đấy, cái bộ này thì các bác gọi cho em là bộ lén dây số 1 nhá. Đấy, bộ này là bộ số 1 cho em, nó sẽ là 4 cái như thế này. Em sẽ hôm nay là có 2 mẫu lén dây. Cái lén dây này sẽ là mẫu số 1 là 4 cái này. Còn bên này là mẫu số 4 này. Lén dây mẫu số 4 thì nó sẽ là hàng to dài như thế này, để các bác làm những cái động cơ to. Đấy, cái này thì mỗi một bộ nó sẽ theo là 4 cái. 4 cái nó sẽ là 4 cỡ to nhỏ khác nhau cho các bác nhá. Đấy, lưu ý cho em, bộ lén dây hôm nay là có 2 cỡ. Cái cỡ này các bác gọi là cỡ số 1, còn cỡ này gọi là cỡ số 4 cho em nha. Mỗi một cỡ thì là sẽ theo 4 cái. Đấy, cứ theo bó như thế này cho em này. Cứ theo bó như này này em gửi này. Và cái đợt này này, đây, máy số này các bác này, máy số nhá. Máy số thì em sẽ có cái máy hiện số như thế này, thì nó sẽ cái máy này nó là cái máy nhông sắt này. Đấy, cái nhông bánh răng này này nó sẽ là nhông sắt. Và có cả loại nhông nhựa. Đấy, nhông nhựa thì em đang hiện tại là đang bán là giá là 340, còn cái nhông sắt thì nó sẽ đắt hơn một chút xíu thôi các bác nhá. Nhông sắt là sẽ đắt hơn một chút xíu. Đấy, các bác muốn lấy nhông nhựa hay là nhông sắt thì các bác có thể báo bên em. Đấy, gọi cho em là máy cuốn dây đồng hiện số, loại nhông sắt hoặc nhông nhựa nhá. Còn sang bên này này, bên này thì em sẽ giới thiệu tới các bác là những cái khuôn hình chóp như thế này. Những cái khuôn hình chóp thì là em sẽ phân loại ra là 3 cỡ. Đấy, 3 cỡ là các bác cái cỡ nhỏ nhất này này. Cỡ nhỏ nhất này các bác sẽ quấn máy 37, còn cái cỡ thứ hai là mình sẽ quấn máy 75. Và cái cỡ thứ ba này là mình sẽ quấn những cái motor ký rưỡi hoặc 2 ký 2. Đấy, trong cái thời gian vừa qua thì em gửi các bác là những cái mẫu khuôn nhựa. Đấy, khuôn nhựa là em vẫn còn hàng nhá. Đấy, hôm nay là em về được một ít khuôn gỗ. Đấy, khuôn gỗ này nó sẽ là hàng khuôn tiện như này. Đấy, thì gỗ thì có thể là một số cái để lâu ngày nó có thể nó sẽ hơi mốc mốc như thế này. Về các bác lau đi cho em. Cái này thì cũng rất là dễ lau chùi. Đấy, và hôm nay này, những cái khuôn hình chóp như thế này, các bác gọi cho em là khuôn hình chóp nhá. Gọi cho em là khuôn hình chóp này, gọi cho em là khuôn quấn máy 37 này, khuôn quấn máy 75 này, hoặc là khuôn quấn máy ký rưỡi. Đấy, em nhập về thì nó sẽ theo lô nhé. Nó sẽ theo lô, theo bộ như thế này này. Một bộ nó sẽ là 3 cái luôn. Một bộ sẽ là 3 cái và sẽ tặng các bác thêm một cái giường. Đấy, thêm một cái giường như thế này. Một bộ 3 cái thì là sẽ thêm một cái giường. Các bác mua theo nguyên bộ cho em này. Một bộ nó sẽ là 3 cái, là một cái cuốn máy 37 này, một cái cuốn máy 75 này, và một cái cuốn máy ký rưỡi. Đấy, và tặng thêm một cái giường. Còn nếu mà bác nào có nhu cầu, nhiều bác có thể là mình không sử dụng hết cả 3 cỡ thì mình có thể mua lẻ một cỡ, hai cỡ. Thì khi mà các bác mua lẻ ra thì sẽ không được theo giường nhá. Và mua lẻ ra thì xác định là mình mua lẻ một cái, hai cái thì cái giá thành của nó sẽ cao hơn là mình mua cả bộ 3 cái. Đấy, chốt cái này các bác gọi cho em là khuôn gỗ. Khuôn gỗ cuốn máy 75, khuôn gỗ cuốn máy 37 và khuôn gỗ cuốn máy ký rưỡi các bác nhá. Đấy, mình có thể mua nguyên một combo 3 cái luôn tặng giường, hoặc là mua lẻ một cái, hai cái. Được chưa? Đây là khuôn hình chóp nhá. Nhớ lưu ý cho em là đây là khuôn gỗ. Khuôn gỗ thì các bác dùng nó sẽ rất là bền nha. Khuôn gỗ thì dùng rất là bền luôn cho em. Nếu mà bác nào muốn mua khuôn nhựa thì các bác có thể báo em. Em vẫn còn hàng khuôn nhựa các bác nhá. Đấy, một là các bác có thể mua khuôn nhựa, hai là có thể mua khuôn gỗ. Và đây sẽ là khuôn hình chóp. Khuôn hình chóp thì sẽ gọi là khuôn đồng tâm. Đấy, và bên này em sẽ có cả khuôn đồng khuôn cho các bác. Đây, khuôn đồng khuôn nha các bác nha. Khuôn đồng khuôn em cũng sẽ có 3 cỡ luôn nha. Cái cỡ nhỏ nhất này các bác gọi cho em là cỡ số 1. Cỡ thứ hai này là số 2 và số 3 là cỡ to nhất.
Đấy, khuôn đồng khuôn như thế này em sẽ có 3 cỡ cho các bác. Bác là mua bộ 3. Đấy, bộ 3 nó sẽ có 3 cỡ như này. 3 cỡ to nhỏ khác nhau. Mua bộ 3 cỡ thì sẽ được tặng một cái giường. Được chưa? Còn nếu các bác mua lẻ nhá, nhiều bác không dùng hết cả 3 cỡ, mình có thể mua lẻ cái số 1, số 2 hoặc số 3 thì sẽ không theo giường nhá. Đấy. Thì các bác nhớ gọi cho em này, cái này gọi cho em là khuôn đồng khuôn. Đây, cái nhỏ nhất gọi cho em là số 1, cái này là số 2 và cái này là số 3. Đấy, em sẽ đánh dấu số thứ tự để cho các bác dễ phân biệt và nhân viên nhà em dễ nhặt hàng. Đấy, các bác cần cỡ nào thì mình có thể liên hệ trực tiếp nhà em. Còn ở đây thì em sẽ có cái mẫu này là khuôn quấn quạt đây này các bác này. Toàn bộ là khuôn gỗ hết. Khuôn quấn quạt thì nó sẽ có cỡ khuôn 17 này, khuôn 18 này và khuôn 20. Đấy, khuôn quấn quạt là có 3 cỡ khuôn như này cho em. Và tiếp theo bên này, đây. Bên này thì nó sẽ là những cái khuôn này. Cái khuôn này gọi cho em là khuôn gỗ số 8. Còn cái này, bộ này gọi cho em là khuôn gỗ số 14. Đấy, các bác nhìn cho em. Một bộ nó sẽ là hai chiếc như này ghép lại với nhau nha. Đấy, toàn bộ đều là gỗ hết này các bác này. Đấy, đẹp chắc chắn, các bác dùng rất là bền luôn cho em. Bộ này gọi cho em là bộ khuôn số 8. Cái này gọi cho em là bộ khuôn gỗ số 14. Đấy, nhớ nhá, gọi cho em là bộ khuôn gỗ số 8 này. Còn kia là gọi là bộ khuôn gỗ số 14 này. Và bên này còn rất là nhiều những cái cỡ khuôn này nữa này. Hôm nay có rất là nhiều loại, đủ loại cho các bác. Cái bộ này gọi cho em là bộ khuôn gỗ số 5 nha. Bộ khuôn gỗ số 5 cho em này. Đấy. Còn cái này là bộ khuôn gỗ số 2 này. Đây, số 2 đây. Và cái này sẽ là số 3 này. Bộ khuôn gỗ số 3 cho em này. Đó. Bên này sẽ là bộ khuôn gỗ số 4 này. Đấy. Nó có rất là nhiều các cỡ khuôn. Ở đây thì sẽ là khuôn gỗ số 1. Đấy. Và đây là khuôn gỗ số 13 này. Đó. Bên này là khuôn gỗ số 6. Tiếp theo, ở đây thì sẽ là cái này chưa đánh số rồi. Cái này chưa đánh số rồi các bác. Cái này thì sẽ là bộ khuôn gỗ số 7 nha. Cái này sao lại chưa đánh số nha. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5 này, 6 này, 7 này. Cái này em không nhớ là số mấy mất rồi. Cái này chưa đánh số vào đây. Bác nào mà muốn mua cái cỡ khuôn này, các bác có thể chụp màn hình lại để gửi vào Zalo cho em nhé. Đấy, các bác nhớ nha, mình mua cái cỡ nào mình nhớ đọc đúng số cho em này. Và đúng cái mã sản phẩm như em nói trên clip là mình sẽ đặt được đơn hàng thành công và chính xác các bác nhé. Một cái mã sản phẩm gọi là phù hợp với mọi người mọi nhà đây các bác nha. Bộ lam xích để lắp vào máy mài một tấc này, quá là tiện lợi luôn các bác ạ. Mua về cắt cây cắt cành cực kỳ là ok luôn nha. Và sản phẩm thì sẽ đầy đủ như thế này. Các bác sẽ có một nam này, một xích này. Đấy, những cái tay cầm này có cả lọ đựng dầu này, ốp chắn lá gió là sẽ đầy đủ như thế này cho em. Nguyên một bộ sản phẩm sẽ bao gồm đầy đủ như thế này. Mà ngày hôm nay thì chỉ với mức giá có 160.000 đồng thôi. 160.000 đồng để các bác nhận về nguyên một combo sản phẩm đầy đủ. Và các bác sẽ lắp lại giống như hình ảnh như thế này. Đấy, lắp vào máy mài như này. Các bác có thể lắp vào máy mài pin hoặc là máy mài điện. Cứ máy một tấc là các bác sẽ xài được. Và ngày hôm nay thì do là bên em đang có cái chương trình sale, cho nên là các bác mua được cái giá rất chi là rẻ, giá rất chi là hời. Các bác chỉ cần nhanh tay thôi. Nhanh tay là mình sẽ đặt hàng được thành công. Bởi vì trong kho còn số lượng ít nên là các bác lưu ý này. Mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp để đặt hàng. Lên đơn nhớ gọi cho em là bộ lam xích với mức giá chỉ có 160.000 đồng thôi các bác nha. Đây sẽ là một bộ máy hút bụi đa năng các bác nha. Máy mini nha các bác, vừa hút bụi và vừa thổi bụi được. Đây này các bác ơi, phụ kiện thì rất là đầy đủ như thế này. Sẽ trang bị cho các bác từ những cái hút này, những cái thổi này. Đấy, những cái đầu hút, đầu thổi rất là nhiều. Có cả lối dài luôn. Đấy, và vòi hút như thế kia. Cái này thì các bác dùng nó rất là tiện nhá. Nó sẽ có hai đầu máy này. Đấy, hai đầu máy ở hai đuôi như thế này. Đấy, một đầu sẽ là hút, một đầu sẽ là thổi các bác. Nếu ví dụ các bác lắp vào cái đầu này mà là hút thì thổi các bác sẽ quay sang cái đầu này nha. Máy thì là sẽ xài điện trực tiếp 220V và công suất cực đại này, 1000W luôn. Hàng này thì cực kỳ là tiện lợi rồi. Và mức giá hôm nay thì rẻ ơi là rẻ luôn. Chỉ với 550.000 đồng thôi các bác sở hữu nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này. Rất là nhiều chi tiết luôn nha. Các bác có thể còn có thể hút bụi ô tô này, ghế salon này, hay là bàn phím vi tính là mình vẫn có thể hút được. Vì nó có rất là nhiều những cái đầu hút, đầu to, đầu nhỏ là sẽ trang bị cho bác đầy đủ hết luôn. Đây sẽ là em đảm bảo các bác sẽ là một con máy hút bụi mini, hàng cực kỳ đa năng nhất luôn và giá thì cũng là rẻ nhất luôn.
Các bác đặt hàng cứ gọi cho em là máy hút bụi điện màu đỏ. Đấy, cái này là xài điện trực tiếp 220V các bác nha. Gọi cho em là máy hút bụi điện màu đỏ. Em bán tặng chỉ với mức giá 550.000 thôi. Các bác chỉ cần nhanh tay là mình có đơn nha. Hôm nay em có một ít máy mài chỉnh tóc nha, thương hiệu chính hãng của Huka để em sẽ sell cho các bác này. Cái mẫu này nó sẽ là hàng model mới đấy các bác ạ. Máy thì rất chi là đẹp luôn. Đây sẽ điều chỉnh là 7 tốc độ luôn các bác nhá. Thường những cái hàng máy chỉnh tóc ngoài thị trường các bác mua nó sẽ là điều chỉnh 6 tốc độ. Nhưng mà con này cái đợt này ra mẫu mới này là điều chỉnh 7 tốc độ nhanh chậm luôn. Và hàng công suất cực đại là 950W, thương hiệu chính hãng của Huka các bác ạ. Đấy, sản phẩm này thì sẽ đầy đủ này, tay cầm, tay mở ốp, bảo vệ lưỡi đây. Máy là máy một tấc và thiết kế chuôi dài, công tắc bóp máy cực kỳ là đẹp luôn cho em. Đấy, hôm nay thì em sale giá bán tặng các bác chỉ có 450k thôi. Nó có mấy thùng thôi nhá, có vài chục bộ thôi các bác. Đấy, cho nên là bác là chốt thì mình nhanh tay này. Đặt hàng nhớ đọc cho em là máy mài chỉnh tóc của Huka. Máy này sẽ xài điện trực tiếp 220V các bác nhá. Đấy, giá chỉ có 450.000 thôi, giá gọi là giá siêu hời cho em luôn. Còn với những cái hàng máy chỉnh tóc này, cái đợt này em về có cả cái hàng của Marula đây. Đây, hàng thương hiệu chính hãng của Marula thì nó có với cái số lượng nhiều và đang có cái chương trình sale giá rất là tốt cho các bác nhá. Đấy, thương hiệu của Marula, máy mài chỉnh tóc chuôi dài như thế này. Đây, cái này thì cũng là một cái con máy chuôi dài công tắc bóp và logo dập lỗ như thế này. Chổi than ở bên ngoài, này mai các bác tự thay than rất là dễ. Con này thì sẽ điều chỉnh là 6 tốc độ nhanh chậm các bác. Và phụ kiện đây, nguyên hộp này. Trong hộp này nó sẽ có phụ kiện cho các bác nhá. Tay cầm, tay mở là ốp, bảo vệ lưỡi là sẽ có đầy đủ như thế này luôn này các bác này. Đấy. Và hôm nay thì với mức giá em bán nặng là chỉ có 399.000 thôi. Cái này chốt thì các bác gọi cho em là máy mài chỉnh tóc của Marula nha. Giá chỉ có 399k thôi. Giá rất là rẻ và em sẽ hỗ trợ miễn phí ship các bác. Số lượng là không giới hạn luôn. Đấy, em về một cái số lượng cực lớn. Cho nên là cái mức giá sẽ là mức giá cạnh tranh nhất, rẻ nhất để em gửi tặng các bác. Và đây cũng là một cái mã sản phẩm em chiên bán tặng nữa. Cho nên là các bác chỉ cần nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn nha. Đấy, và cái đợt này em về có nhiều những cái mã thân đèn giá rất là hời luôn cho các bác này. Đấy, thân đèn và kính hàn điện tử đây. Kính hàn điện tử là giá có 150 thôi các bác. Mẫu mã đẹp như thế này. Đấy, kính hàn điện tử là 150 là em bao ship các bác này. Còn nếu mà các bác lấy mũ hàn nhá, mũ hàn thì sẽ là 350 cho em. Đây, mũ hàn này, mũ hàn điện tử có nút chỉnh này. Mũ hàn là 350, còn kính hàn là 150 thôi. Còn với những cái đèn led này này, cái đợt này em về những cái đèn led của Huka chân pin phổ thông các bác nha. Có cổng USB sạc điện thoại được này. Đèn led của Huka loại 16 bóng hôm nay em sẽ sale các bác giá 195.000. Còn đèn led mà sáng hơn các bác có thể lấy cái loại 48 bóng giá là 330 hoặc là loại 84 bóng thì giá của nó sẽ là 380. Đấy, ngoài những cái thân đèn led ra thì các bác có thể mua những cái thân đèn chiếu xa nha. Thân đèn led các bác có thể mua của Huka hoặc là mua cái thân đèn màu đen này này. Cái thân đèn màu đen này, cái đợt này em sale các bác giá sẽ là 150 thôi. Đấy, thân đèn màu đen thì các bác không sạc điện thoại được nhá. Giá sẽ là 150 một cái thân đèn màu đen này. Thiết kế là chân pin phổ thông này. Những cái máy bắt ruồi này hôm nay em sale các bác giá là 170 này. Đây, máy bắt ruồi là 170 cho em. Đấy, cái này bác nào nhà có nhiều ruồi ấy thì các bác có thể sở hữu những cái máy bắt ruồi như thế này. Xài điện trực tiếp luôn. Các bác về sẽ cắm điện vào, thả những cái mồi thức ăn đường mật vào đây. Đấy, thì là những con ruồi nó sẽ bọ vào đây để nó sẽ kiếm đồ ăn, thì là cái máy nó sẽ quay tròn cái này, nó nhốt những con ruồi vào trong cái khe này này. Đấy. Thì là bắt ruồi rất là dễ dàng luôn các bác nha. Gọi cho nó máy bắt ruồi. Giá chỉ có 170k thôi. Đấy, giá thì rất là rẻ luôn và em sẽ hỗ trợ bao ship cho các bác luôn. Với những cái thân đèn tròn của Huka đây này, thân đèn tròn của Huka nó sẽ là cái hàng thân đèn chiếu xa ấy. Đây là cái thân đèn chiếu xa, nó sẽ là cái mẫu đèn như thế này. Thì là hôm nay em sẽ tặng các bác cái thân đèn này, nó cũng là hàng chân bi phổ thông và có cổng USB luôn. Thì giá nó có 170 thôi các bác nhá. Đấy, các bác đều sạc ở hai sạc điện thoại đây này. Đấy, 170k. Đây này, gọi cho là thân đèn tròn của Huka nhá. Nó sẽ là thân đèn chiếu xa đấy. 170k giá quá rẻ luôn. Với những cái thân máy khoan bê tông pin hàng chính hãng của Mazda thì hôm nay các bác sẽ mua được cái mức giá rất chi là hời luôn. Đây sẽ là một cái thân máy bê tông pin mà có 3 chức lăng này các bác này. Cái này đầu mũi khoan 2-26 đầu gà nhá. Máy là sẽ có đảo chiều luôn. Máy thì là sử dụng là motor từ không chổi than và hàng chân pin phổ thông cho em các bác ạ. Đấy, về nhà nha các bác cứ lắp vào những cái quả bi chân pin phổ thông là các bác xài thôi. Đây, những cái quả bi như thế này này. Pin sẽ là những cái quả pin chân pin như này, các bác lắp pin 10 cell 15 cell. Đấy, hôm nay thì em sale tặng các bác một cái thân máy bê tông pin này thì giá quá là rẻ, giá quá là hời luôn. Đấy, các bác có thể mua nhá. Ở nhà các bác có pin có sạc sẵn rồi thì mình sẽ mua cái thân máy này về mình xài tận dụng luôn những cái quả pin sẵn có ở nhà. Còn trong trường hợp các bác mà chưa có pin này, liên hệ bên em đi. Đấy, bên em có rất là nhiều các mã pin. Pin từ pin 10 cell, 15 cell, 20 cell là cũng có và đầy đủ phân khúc giá.
để cho các bác có thể tham khảo để mình có thể lựa chọn mua tùy theo túi tiền. Và bây giờ là em sẽ thử cho các bác nha, thử cho các bác xem là cái tiếng kêu của máy này, tốc độ vòng quay của máy này. Đây em đang lắp sẵn vào cái quả pin 20 cell của Tidy đây rồi. Em sẽ thử máy cho các bác cho mình nghe này. Rất chi là khỏe khoắn luôn, dài cực kỳ là êm. Và một mã sản phẩm mà phải nói rằng là bao xài cho tất cả em thợ làm công trình. Mà ngày hôm nay thì với mức giá sale gọi là giảm giá rẻ rẻ sập xà luôn cho em. Lên đơn mã này thì các bác nhớ gọi cho em là thân máy bê tông pin màu xanh. Hôm nay là em bán tặng các bác chỉ với mức giá là 550.000 đồng trên một cái thân máy thôi. Đấy, bác nào mua thì mình hãy nhanh tay đặt hàng nha, bởi vì là em còn số lượng ít nên là em sale giá rất là rẻ, giá rất chi là hời và hàng sẽ rất là nhanh hết đấy ạ. Đấy, bác nào chốt thì mình hãy nhanh tay nha, liên hệ trực tiếp nhà em và nhớ đọc cho em đúng tên mã sản phẩm là thân máy khoan bê tông pin màu xanh với mức giá chỉ có 550.000 đồng. Hôm nay em về được một ít pin châu 20 cell hàng chính hãng của Dorama các bác nha. Với thiết kế một quả pin hàng chính hãng và có đèn báo pin luôn các bác ạ. Đấy, có đèn báo pin nha. Pin này sẽ là hàng chân pin phổ thông, hàng chính hãng của Dorama. Hàng công ty hàng chính hãng lên là các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng cho em. Và ngày hôm nay thì sẽ là một cái mã sản phẩm mà em quyết định sẽ tri ân tương tác để bán tặng gửi tới tất cả các bác khách hàng. Ngày hôm nay thì các bác sẽ có cơ hội để mua được một quả pin cực trâu, pin 20 cell các bác nha. Thường là các bác mua những cái pin 10 cell, 15 cell là đã là pin trâu, pin khủng rồi. Cái đợt này em còn về cho các bác cái pin này là pin 20 cell. Mà giá thật sự luôn là rẻ, chỉ ngang ngửa với cái pin 10 cell mà các bác mua ngoài thị trường thôi. Chốt đơn thì các bác gọi cho em là pin 20 cell của Dorama. Với mức giá em bán tặng là chỉ có 399.000 đồng thôi. 399.000 đồng mà các bác có thể mua được một quả pin cực trâu như thế này. Cơ hội ngàn năm có một các bác nha. Pin này sẽ có đèn báo pin cho em này. Đây, có đèn báo pin như này cho em. Bác nào chốt thì mình nhanh tay nha. Nhanh tay hãy liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại phần tiêu đề để mình có thể tham khảo và mua được một cái mã sản phẩm cực kỳ là chất lượng và mức giá siêu hời. Đặt hàng các bác nhớ đọc cho em đúng tên mã sản phẩm, gọi cho em là pin 20 cell của Dorama với mức giá chỉ có 399.000 đồng thôi các bác ạ. Kẹp dòng đa lăng hôm nay bên em lại về rất chi là nhiều với mức giá rất chi là ưu đãi để gửi tặng tới tất cả các bác khách hàng. Hôm nay thì với một chiếc đồng hồ kẹp dòng đa lăng mà các bác sẽ làm được mọi việc, từ đo kẹp dòng này, đo thông mạch, đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng và đo điện đứt ngầm được nha. Sản phẩm này sẽ có theo cho các bác là một cái bao vải để đựng như thế này, rất là xịn sò luôn. Đi theo thì sẽ là một cái bộ này que đo như thế này, que đo thông mạch này. Đấy, và cái que đo này lưu ý cho em nó rất chi là dài và dẻo các bác nha. Và sẽ có một cái dây đo nhiệt độ này, có một đôi pin như này cho các bác nữa. Cái kẹp dòng này thì nó còn có một cái chức năng là chống đo nhầm điện. Khi mà các bác mà có thợ học việc ấy, không may cắm nhầm điện trực tiếp vào đây, nó cũng không bị chập cháy đồng hồ đâu. Khi mà các bác ra ngoài thị trường nha, kể cả các bác mua những cái đồng hồ đến 4 triệu, 5 triệu nó cũng còn không có cái chức năng này. Hôm nay thì chỉ với mức giá 250.000 đồng thôi, các bác sẽ sở hữu ngay một cái đồng hồ kẹp dòng đa lăng và tiện lợi luôn. Đấy thì các bác nhìn cho em ở đây nó sẽ có những cái thông số và chức năng như thế này nha. Sẽ đầy đủ tất cả các chức năng cho các bác nhà mình. Chỉ cần mua một sản phẩm thôi mà mình dùng đã làm được tất cả mọi việc rồi. Các bác làm thợ thuyền này, thợ điện này, thợ điện cơ, điện lạnh, điện tử mình đều có thể là xài. Hay là các bác mà làm gia đình thì quá là tuyệt vời ông mặt trời rồi. Hôm nay thì với một cái số lượng hàng cực lớn để về sẽ có một cái chương trình tri ân cho các bác. Giá thị trường thì các bác mua toàn 350 đến 400 nghìn thôi. Ngày hôm nay thì em chuyên bán tặng chỉ với mức giá 250.000. Cho nên là bác nào mình ưng cái thì mình nhanh tay giúp em đặt hàng, nhớ gọi cho em là kẹp dòng màu vàng với mức giá 250k. Cái này cộng thêm phí ship 30k nữa là các bác chọn bộ là về đến nhà là được miễn ship là 280. Đấy, còn nếu như mà bác nào mà mình đi chung đơn ấy, mình có ví dụ như là mình có những cái đơn nào mà được bao ship rồi thì mình đi thì nó chỉ mất có 250.000 thôi. Giá rất là rẻ nha. Các bác chốt đơn nhớ gọi cho em đúng tên mã sản phẩm, gọi cho em là kẹp dòng màu vàng, giá chỉ có 250.000 đồng thôi các bác ạ. Lõi lọc nước hôm nay bên em về nhiều các bác nha.
sẽ có loại đa lăng và loại aqua để phục vụ cho tất cả các bác. Đây sẽ đều các bác mua loại đa lăng này hay là loại aqua nó cũng vẫn sẽ lắp vừa cho nhau, sẽ là những cái hàng lõi lọc nước đa lăng mà các bác sẽ lắp vừa được cho tất cả các loại máy lọc trên thị trường, từ máy aqua này đến Kangaroo này hay là Carofi là các bác vẫn cứ lắp vừa. Và bây giờ thật sự luôn các bác là chia sẻ các bác là cái nguồn nước thì rất là quan trọng các bác nha. Đấy, và với những cái lõi lọc nước như thế này, nếu mà mỗi một lần các bác thay á, các bác gọi thợ đến thì cái công ngày công của thợ bây giờ rất chi là cao. Mỗi một lần thay chỉ cần thay một bộ lõi lọc nước thôi các bác cũng đã mất mấy trăm nghìn rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì bên em sẽ có một cái chương trình chiên bán tặng cho các bác. Cái này thì em xỉ các bác thợ mua rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ quyết định là tri ân tương tác tới tất cả các bác này. Các bác có thể mua lẻ, mình mua một bộ, hai bộ. Nhưng mà ngày hôm nay mặc dù là các bác mua lẻ nhưng mà vẫn được tính tiền ngang với giá xỉ so với các bác thợ mua hàng chục bộ, hàng trăm bộ các bác nha. Các bác có thể lựa chọn cho em mua bộ 3 quả này hoặc là 4 quả. Em sẽ có cái mẫu này là mẫu đa lăng này. Đây, cái mẫu này là mẫu 3 quả lõi lọc nước đa lăng số 1, số 2 và số 3 đây. Đấy, bộ 3 quả đa lăng như thế này. Hôm nay giá chỉ có 100.000 đồng thôi các bác nha, 100.000 đồng cho bộ 3 quả lõi lọc nước số 1, 2, 3 như này. Giá là 100.000 và sẽ được hỗ trợ bao ship. Còn cao cấp hơn ấy, thì là các bác lấy sang hàng Aqua. Đây, Aqua nó là cái hàng này. Aqua là một bộ 3 quả như này, số 1, số 2 và số 3. Giá của nó sẽ là 150.000 và cũng sẽ được hỗ trợ miễn ship nhá. Đây là bộ lõi lọc nước 3 quả nhá. Ngoài ra nhá, cái riêng em nhấn mạnh các bác là riêng cái quả số 1 này này, cái quả số 1 này là các bác hay phải thay nhiều nhất, bởi vì là với cái quả số 1 này này các bác chỉ tầm độ 2 tháng, 3 tháng là các bác đã phải thay một lần rồi. Nếu như mà các bác muốn mua riêng thêm cái quả số 1 này, quả số 1, số 2, số 3, nếu bác là muốn mua riêng quả nào thì các bác có thể báo bên em để mình có thể mua riêng thêm. Còn mua nguyên một bộ này 3 quả thì giá nó rất là rẻ. Và đây là bộ 3 quả nhá. Ngoài ra em có cả cái quả số 4, có cả quả số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Đấy, nhưng mà thường ấy thì là các bác hay thay cái bộ 3 quả này nhất. Đấy, bộ 3 quả là mình sẽ phải thay thường xuyên thì nó mới đảm bảo được cái nguồn nước nó sẽ an toàn khi mình sử dụng các bác nhá. Đấy, hôm nay thì lõi lọc nước là bên em về cái số lượng nó rất là nhiều, cho nên là một cái chương trình tri ân giảm giá cho các bác đấy. Mua lẻ mà được tính tiền ngang với giá xỉ, cho nên là các bác mình nhanh tay, mình có thể mua bộ của đa lăng này hay là bộ của Aqua. Đấy, các bác có thể mua bộ 3 quả hoặc 4 quả nha. Thường là em thấy các bác là hay mua bộ 3 quả. Đấy, có hai mức giá cho các bác này, 100k hoặc là 150k, được hỗ trợ miễn ship, nhận hàng là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nha. Các bác ơi, hôm nay kho bên em còn là vài thùng máy cắt cầm tay của Da Ken nha các bác nha. Hàng chính hãng của Da Ken. Đây, cái mẫu máy này siêu đẹp luôn các bác ạ. Hôm nay do là cái số lượng nó còn ít cho nên là em sẽ share cho các bác nhà mình nha. Và em sẽ mở cho các bác nhà mình xem cái sản phẩm này nó sẽ bao gồm những cái gì nha. Rất chi là đầy đủ luôn các bác ạ. Thì đây sẽ là một con máy cắt cầm tay xài điện trực tiếp 220V đây ạ. Đây, cái mẫu máy này thì khi mà các bác mình nhận về nha, trong này nó sẽ là hàng nguyên hộp này. Hàng nguyên hộp chính hãng của Da Ken luôn cho em. Đây, sản phẩm này máy rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, dây điện rất chi là dài các bác ơi. Máy thì siêu nhỏ gọn nha. Đây, máy này sẽ xài hàng công tắc cạnh nha các bác. Hàng công tắc cạnh như thế này này, phụ kiện đi theo này. Đấy, trong này sẽ có một cái tay cầm này, một cái tay mở này. Đấy, và một cái ốp bảo vệ lưỡi như này cho các bác nha. Tức là nó sẽ có đầy đủ ba cái chi tiết phụ kiện như thế này luôn. Hôm nay thì do là cái số lượng trong kho nó còn ít nên là em sẽ sale giảm giá đặc biệt cho các bác. Đây sẽ là một cái mã sản phẩm em sẽ bán tặng tới tất cả những các bác khách hàng quen thuộc của nhà em. Thì cái sản phẩm này lúc trước là các bác đang phải mua với mức giá 550.000 và hiện tại bây giờ trên thị trường các bác vẫn đang phải mua với mức giá 550.000. Nhưng ngày hôm nay em sẽ quyết định em bỏ ra một cái mã sản phẩm này tri ân tương tác tới tất cả các bác nhà mình với mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ có 370.000 đồng. Đấy, mức giá gần như là chỉ bằng một nửa so với giá thị trường thôi. Và riêng cái con máy này nha, hôm nay bán tặng các bác là theo cái giá này là lộ mấy trăm nghìn một con luôn các bác ạ. Nhưng mà em sẽ bán tặng tới tất cả các bác để có một cái món quà gọi là tri ân tương tác tới tất cả các bác nha. Bác là vào chốt mình gọi cho em là máy mài điện của Da Ken loại công tắc cạnh. Đấy, những cái máy mà hàng công tắc cạnh ý, bao giờ các bác mua nó cũng đắt tiền hơn những cái hàng bình thường. Và đây nó sẽ là hàng chính hãng của Da Ken, là cái hàng tức là nó cái hàng chất lượng, để mà một cái mã sản phẩm mà em sẽ bao xài cho tất cả anh em làm công trình chiến luôn nha. Có này sẽ có công suất là 850W này. Vòng tua của nó sẽ là 10.500 vòng trên 1 phút luôn các bác nha. Đấy, sử dụng lưỡi một tấc, lưỡi một tấc và hàng dây đồng 100% do là hàng công ty, hàng chính hãng lên nhà bác. Các bác nhà mình cứ yên tâm đi. Bây giờ em sẽ quay chi tiết vào đây. Đấy, quay chi tiết vào đây để cho các bác có thể thấy nhìn rõ đấy cái sản phẩm này. Đây sẽ là một con máy cắt cầm tay, phải nói rằng là hàng siêu nhỏ gọn luôn các bác nha. Đấy, bác nào mà mình đang muốn tìm kiếm một con máy cắt cầm tay mà nhỏ gọn này,
làm nhẹ nhàng, cầm nó không có bị mỏi tay. Làm cả ngày được thì các bác hãy nhanh tay mình dinh luôn cái em này về. Đấy, chốt đơn các bác nhớ nhá, liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại ở phần tiêu đề và gọi cho em đúng tên mã sản phẩm là máy mài đa ken công tắc cạnh. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Đấy, có tem chính hãng đây này các bác này, hàng chính hãng nhá, nên là các bác nhà mình cứ yên tâm thật sự luôn. Hôm nay là các bác mua được cái con máy cắt này thì nó giá nó quá là hời luôn, hàng chính hãng mà giá thật sự luôn, rẻ hơn cả máy hàng ngoài. Cho nên là các bác nhà mình mà đang quan tâm thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm khi số lượng hàng vẫn chưa hết các bác ạ. Bác nào mà bỏ qua cái mã sản phẩm này thì thôi tiếc, cực kỳ là tiếc luôn. Hôm nay em sale cho các bác cái lô máy hàn ken mắc nha, hà công ty hàng chính hãng. Đây, với cái con máy thiết kế cực kỳ là nhỏ gọn như thế này nhá. Con máy này thì sẽ có model là ARC200F. Đây các bác nhìn cho em này. Đó, ở đây thì nó là hàng công ty hàng chính hãng nhá. Đấy các bác nhìn cho em, nó có những cái khe hở ở đây này. Các bác nhìn thấy xuyên thấu hết nội thất trong máy chưa? Đây, những cái sợi đồng của nó rất chi là to luôn. Hàng công ty hàng chính hãng, bảo hành cho các bác làm công trình thoải mái luôn nhá. Nếu mà anh em làm thợ ấy, anh em cần một cái con máy hàn mà nhỏ gọn này, nhẹ nhàng này, đeo được lên vai để làm việc ở trên cao thì anh em có thể lựa chọn cho em cái con máy hàn ken mắc này. Cái con này thì nó sẽ có thiết kế cái chiều dài là 20cm nha, chiều cao 15cm và chiều rộng thì là 10cm. Nó có một cái quai sách như thế này đi theo cho anh em này. Đây, và phía sau thì nó còn có công tắc tắt mở và có quạt nằm mát như thế này. Với cái con máy hàn này thì nó sẽ thiết kế đi theo là dây hàn, kìm hàn, kẹp mát là sẽ đầy đủ như thế này cho em nha. Và ngày hôm nay thì chỉ với mức giá là bao nhiêu ạ? 899.000 đồng. 899.000 đồng để sở hữu được một con máy hàn, hàng công ty, hàng chính hãng, bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Một cái mức giá siêu siêu hấp dẫn để dành tặng cho những anh em nào mình đang trực tiếp theo dõi được cái video clip này. Đấy, đặt hàng thì anh em hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai. Đấy, hai đầu số điện thoại trên màn hình hoặc là cái phần tiêu đề, mình có thể liên hệ, mình alo hoặc là nhắn tin để mình có thể lên đơn hàng thành công. Và nhớ đọc cho em đúng tên mã sản phẩm, chốt đơn gọi cho em là máy hàn ken mắc nha. Đấy, phụ kiện thì đi theo rất chi là đầy đủ như thế này, hàng công ty, hàng chính hãng, anh em mình được dùng thoải mái, là được bảo hành trên toàn quốc tới 1 năm. Đấy, bảo hành rất chi là dài hạn. Và cái sản phẩm này cứ bao xài cho tất cả anh em nha, cứ hàn que 2 lít rưỡi là từ sáng đến tối. Còn que 3 lít 2 là mình có thể chấm tỉa được 1, 2, 3 que, mình vẫn cứ hàn ok. Đấy, hàng công ty, hàng chính hãng mà giá rẻ nha. Số lượng mà hôm nay là số lượng có hạn, nên là anh em nào chốt đơn thì mình chỉ cần nhanh tay là sẽ có đơn hàng thành công cái mã sản phẩm này. Sạc kho giảm giá sập sàn cho các bác nhà mình cái lô bu lông pin của cái này là bu lông pin của Mazda, hàng chính hãng luôn các bác nha. Hôm nay thì em sẽ có 2 màu, các bác có thể lựa chọn cho em. Đây sẽ là cái bộ màu xanh và bên này thì sẽ là cái bộ màu vàng các bác ạ. Hàng công ty, hàng chính hãng, thương hiệu chính hãng của Mazda nha các bác. Và em sẽ nhấn mạnh các bác nhà mình ngày hôm nay thì cái sản phẩm này nó sẽ có một cái mức giá bán tặng cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được cái video này. Khi mà các bác chọn cái con màu xanh này thì nó sẽ tương ứng với cái con máy Bulong Makita 3 đèn mà các bác đang mua ngoài thị trường với mức giá 1,2 triệu các bác nha. Đấy, ngoài thị trường các bác mua con Makita 3 đèn với mức giá 1,2 triệu, nhưng ngày hôm nay các bác chọn cho em thương hiệu chính hãng của Mazda, cái chất lượng nó như con Makita. Đấy, và cái kiểu dáng này, phụ kiện này, công dụng này như con Makita, nhưng mà mức giá nó chỉ bằng một nửa giá tiền so với con Makita, được chưa ạ? Hàng công ty, hàng chính hãng và bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Con màu xanh này tương ứng con Makita 3 đèn các bác nhà, còn con màu vàng này nó sẽ tương ứng với cái con máy bu lông Daiwat 3 đèn mà ngoài thị trường anh em mình mua với mức giá 1,2 triệu luôn. Đó, ngày hôm nay thì anh em chọn thương hiệu chính hãng của Mazda, anh em mình chốt nguyên bộ sản phẩm này chỉ với mức giá có 650.000 đồng thôi, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc anh em nha. Đây là con màu xanh này, đây. Đấy, con này nó sẽ có 3 đèn led này, điều chỉnh sẽ là 2 cấp độ nhanh chậm cho em. Đấy, có 3 cái đèn led ở đây nha. Đầu máy sẽ là đầu bu lông 1/2, đầu rỗng. Đây, ở giữa nó có lỗ lục giác này, kiêm vít kiêm tôn thoải mái cho em. Cái này khi mà anh em mình sử dụng để ra vào bu lông, mình sẽ lắp cái khẩu bu lông 1/2 vào đây nha. Còn bắn tôn bắn vít thì anh em sẽ lắp những cái mũi vít mũi tôn chân lục giác vào giữa như thế này, hoặc là muốn khoan tường thì anh em lắp cho em những cái mũi khoan đa lăng chân lục giác. Đó, hệ nó rất chi là đa lăng, công dụng của nó rất là ok luôn. Anh em vừa ra vào bu lông này, bắn tôn, bắn vít, thậm chí khoan tường cũng vẫn là ok. Do cái sản phẩm này nó sẽ thiết kế là hàng chân pin phổ thông,
Cho nên nếu anh em nào mình muốn mua thân máy nhá, anh em nào muốn mua thân máy, nếu ở nhà anh em có pin rồi ấy, pin chân pin như này này, đấy anh em có pin có sạc ở nhà rồi, mình có thể lựa chọn mua thân máy thì em sẽ bóc tách ra, đấy em sẽ bán tặng anh em mình một cái thân máy này thì giá nó chỉ có 300.000 thôi. Đấy, nhưng mà khi anh em mình mà lấy nguyên bộ sản phẩm đầy đủ thì nó sẽ có nguyên hộp nha, có hộp đựng máy này. Và nguyên bộ sản phẩm đầy đủ khi mà nhận về anh em mình sẽ có bao gồm đây này, một thân máy này, hai quả pin. Đấy, hai cái quả pin 10 cell cho pin phổ thông như thế này nha. Pin nó sẽ là pin trâu pin 10 cell. Thiết kế cho pin phổ thông rất là tiện lợi. Với những cái sản phẩm cho pin thông dụng như thế này, anh em mình mua về nhá, tận dụng những cái quả pin này. Ngày mai mình mua thân đèn, thân quạt hay là thân những cái máy khác nó cùng chân pin về nhưng mình vẫn cứ xài chung được. Đấy, theo nguyên bộ nó còn có một cái sạc bàn như này đi theo. Có theo một cái sạc bàn cho anh em mình. Đấy, và có này, một cái khẩu 22 đi theo này, một cái dây đeo máy đi kèm này. Đấy, rất là đầy đủ luôn. Hôm nay khi mà chốt cái mã sản phẩm này, anh em gọi cho em là máy bu lông 3 đèn của Mazda, lựa chọn cho em màu xanh hoặc màu vàng. Đấy, em sẽ có hai màu, màu xanh và màu vàng như này. Anh em nào mình ưng cái màu nào mình nên đơn cái màu đó, báo màu cho nhân viên chốt đơn hộ em. Còn nếu mà anh em không chọn màu thì em sẽ gửi bất kỳ. Một là anh em nhận được màu vàng, hai là nhận được màu xanh. Hai cái màu này nha, cái chất lượng của nó không thay đổi nha, nó chỉ khác màu thôi. Cho nên là anh em cứ yên tâm mình xài màu nào cũng đều rất là đẹp. Màu nào cũng đều rất là đẹp và xài rất chi là êm luôn thế. Đấy, đây, có đảo chiều đây nha. Máy xài êm lắm luôn anh em ạ. Hàng máy đa di năng cho anh em mình. Vừa ra vào bu lông rồi bắn tôn, bắn vít làm công trình thoải mái. Hôm nay giá rẻ, anh em mình nhanh tay nha. Cái đợt này kho của bên em mỗi một cái màu này nó sẽ còn khoảng tầm độ 3 đến 4 thùng. Anh em nào chốt thì mình nhanh tay liên hệ trực tiếp đi ạ. Đấy, chốt đơn gọi cho em là bu lông của Mazda loại 3 đèn. Đấy, màu xanh hoặc màu vàng, đồng giá nhau cho em nhá. Nguyên bộ thì sẽ là giá 650, còn mua thân máy thôi thì giá của nó sẽ là 300.000. Đấy, đặc biệt anh em nào mà lấy nguyên bộ nha sẽ được hỗ trợ miễn phí ship. Đặt hàng chưa cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước đâu. Đấy, anh em cứ có địa chỉ, có thông tin, địa chỉ, số điện thoại là có đơn hàng thành công. Và hàng đến nơi sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, cho nên là anh em cứ yên tâm là hàng em giới thiệu như nào đến nơi anh em sẽ nhận y chang như vậy. Người thật việc thật nha. Đây sẽ là sản phẩm gọi là thực tế, hàng sẵn kho. Đấy, anh em đặt hàng cái là hàng chỉ sau một lốt nhạc thôi sẽ gửi tận tay anh em, nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh em nha. Mình nhanh tay đặt hàng khi số lượng hàng vẫn chưa hết nha anh em nha.